Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh cho các bạn để cập nhật những video về làm vườn ha. Thì hôm nay thì mình quay cho các bạn xem về cái mô hình trồng bí hồ lô, cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho một số bạn đã bình luận trong kênh của mình vào những cái video về trồng bí ha. Thì câu hỏi đầu tiên là của bạn là Hùng Quốc nè. Thì bạn này bạn có hỏi mình là cái thời gian trồng cũng như là đến lúc thu hoạch là bao nhiêu ngày để bạn cũng có thể là bạn trồng á. Thì đối với cái bí hồ lô này các bạn, thì những cái giống F1 bây giờ thì thông thường thì nó tầm đâu khoảng đâu là 65 cho đến 70 ngày là mình có thể là mình thu hoạch được rồi nha các bạn ha. Đó, thì nó tầm khoảng đó thôi. Nhưng mà nó tầm đâu khoảng đâu là 28 đến 30 ngày là mình có thể là mình bán đọt nè, cũng như là mình sẽ bán bông nha các bạn ha, những cái bông đực á. Thì nó còn thêm hai cái nguồn thu nữa. Đối với bông với đọt thì nó sẽ rơi vào là 15.000 đối với là cái giá sỉ ha, còn cái giá lẻ các bạn thì nó sẽ rơi vào khoảng đâu là 20.000 ở cái khu vực là miền Nam của mình ha, còn ở khu vực miền Bắc thì mình không có cập nhật được. Thì đó là câu hỏi của bạn là Hùng Quốc ha, thì mình cũng vừa trả lời xong nha. Rồi thì câu hỏi tiếp theo của bạn là Yêu Nông Nghiệp nè. Thì bạn này bạn có hỏi mình là bạn trồng bí là hai hàng đôi, nhưng mà chính giữa thì bạn muốn chừa ra là 2m để xe cơ giới có thể là di chuyển. Và bạn muốn là những cái chèo ở hai cái hàng đôi đó mà nó bò về một hướng và hỏi mình như vậy là có được hay không. Thì ở đây thì mình sẽ trả lời cho bạn là Yêu Nông Nghiệp ha. Thì thông thường thì người ta trồng bí là hai hàng đôi các bạn, thì người ta sẽ cho nó bò ra là hai bên để cho nó quan hợp được tốt hơn. Còn nếu như mà mình cho nó bò về một hướng thì mình sẽ lấy cái lượng chèo nó rất là ít luôn và cái năng suất nó sẽ là không có. Thì trong cái trường hợp này thì nếu như bạn muốn mà cho nó bò về một hướng thì cái giai đoạn mà mình bấm đọt để cho nó ra bông các bạn, thì bạn nên tỉa lá bớt ở những cái tầng lá gốc ha, thì để cho nó quang hợp được tốt hơn thì có thể là được. Còn nếu như là mà mình muốn chuẩn thì mình sẽ cho nó bò ra là hai bên nha bạn Yêu Nông Nghiệp ha. Đó, thì một lần nữa thì mình xin nhắc lại ha, thì bạn nó muốn cho nó về một hướng thì mình sẽ lấy cái lượng chèo là ít, và khi mà nó ra bông thì mình sẽ tỉa bớt những cái tán lá gốc đặng cho nó quang hợp được tốt hơn nha bạn Yêu Nông Nghiệp nha. Rồi thì mình cũng vừa trả lời xong cho bạn là Yêu Nông Nghiệp. Tiếp theo thì mình sẽ chọn một câu hỏi khác để mình trả lời cho các bạn nha. Rồi thì câu hỏi tiếp theo của bạn là Dân Phan nè. Thì bạn này bạn có hỏi mình là mỗi chèo thì mình để là bao nhiêu trái cho hợp lý. Thì đối với cái bí hồ lô này các bạn thì nó cũng tùy nha. Thì nếu như là trên một thân chính mà mình để là 3 chèo thì mỗi chèo như vậy là mình có thể là mình để là 2 trái nha các bạn ha. Và cái năng suất thì mỗi trái thì nó sẽ rơi từ 8 lạng cho đến là 1kg nha các bạn. Thì nó cũng tùy cách mà mình đi phân nữa. Còn nếu như mà một thân chính mà mình lấy là 4 chèo thì những hai cái dây gốc các bạn thì mình có thể là lấy 2 trái. Còn những cái hai cái chèo ngọn thì mình sẽ lấy là 1 trái ha, để mình đảm bảo được cái năng suất nha các bạn. Thì cái năng suất thì cái này là cũng tùy nữa. Khi mà mình trồng bí các bạn thì mình phải hợp đồng với thằng lái trước. Ví dụ như cái thằng lái mà nó chịu lấy cái bí bự á, thì mình sẽ lấy nó ít trái lại để mình đảm bảo. Ví dụ như trái nó từ là 1kg cho đến 1,2kg. Còn cái thằng lái mà nó chịu trái từ 8 lạng thì các bạn có thể là để nhiều được. Cái này là tùy thuộc vào những cái thương lái mà mình hợp đồng trước. Nó thì thường thường là anh em trồng bí là anh em phải hợp đồng trước để mà cho mình biết cách mình lấy cái lượng trái nó như thế nào nha bạn Dân Phan nha. Thì mình cũng vừa trả lời xong một câu hỏi của bạn Dân Phan. Thì tiếp theo thì mình sẽ chọn một câu hỏi khác mà nói chung chung thì mình sẽ trả lời cho các bạn cùng nhau tham khảo nha. Rồi thì câu hỏi tiếp theo của một chị tên là Phương Võ nè. Thì chị này chị có hỏi mình là chị mua bí về nấu ăn, sau đó là chị lấy cái hạt giống đó rồi chị trồng lại có được hay không? Thì là hoàn toàn là được. Thì nếu như là chị trồng ít ha, và chị phải trồng thưa khoảng đâu từ 6 cho đến 7 tấc nha chị Phương Võ nha. Còn nếu như là mình trồng kinh doanh là sẽ không có được, thì nó kiểu như nó bị mất năng suất nha chị. Nó thuộc dạng là F2 rồi. Trồng kinh doanh là bắt buộc là phải là F1 thì nó mới có năng suất. Còn chỉ như kiểu như mình trồng ở nhà thì chị có thể là chị lấy cái hạt giống mà chị mua ở ngoài chợ về á, chị trồng lại vẫn được nha chị Phương Võ nha. Rồi thì tiếp theo thì mình sẽ trả lời câu hỏi cho một bạn tên là Hồng Trần nè. Thì bạn này bạn có hỏi mình cái bông của bạn là nó có rất là nhiều kiến, thì mình phải làm sao? Thì khi mà cái dây bí hồ lô của mình mà nó đang ở trong cái giai đoạn mà nó phát triển thì mình phải xịt phòng cho nó những cái ví dụ như là ruồi vàng chích trái nè, rồi kiến nè. Thì mình có thể là sử dụng cái thằng Alpha Cua ha. Đó. Hoặc là mình sẽ kết hợp với những cái dòng thuốc sâu mà giãn mát, ví dụ như là
ra đi ăn nè, rồi rề vá thông nè, thì nó sẽ hạn chế được như là ruồi vàng chích trái cũng như là kiến nó chui vào bông của mình nha bạn Hồng Trần nha. Đó thì đó là vậy. Thì cơ bản thì nó cũng dễ thôi, nó cũng không có khó gì hết, quan trọng là mình chịu học hỏi thôi. Rồi thì video ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời cho những cái câu hỏi như vậy thôi. Thì bạn nào mà quan tâm thì hãy đăng ký kênh của mình ha, cũng như là có câu hỏi gì thì cứ bình luận ở dưới video thì mình sẽ làm video mình trả lời cho các bạn hết nha. Rồi thì mình xin được mến chào.